Sau sau cái khóa học mô hình kinh doanh này thì mình thấy thứ nhất là lĩnh hội được rất nhiều kiến thức liên quan đến việc, thứ nhất là đặc thù là cái mô hình Canvas. Trước đây là mình đã từng nghe nhưng chưa một lần nào mình thực sự là mình triển khai một cách tức là bài bản và cụ thể. Đấy. Và có một số những cái key mình lĩnh hội được thì là mình nghĩ rằng là sau mà cái buổi học này thì từ những cái key đấy thì mình có thể là áp dụng được rất nhiều trong cái việc xây dựng thương hiệu cũng như là phát triển cái mô hình kinh doanh tiếp theo của bên mình. Là mình thấy là anh Dũng anh rất chi là nhiệt tình, bất kỳ một vấn đề nào anh đều support cũng như là chia sẻ một cách cụ thể và rất chi thực chiến cho tất cả các anh chị, mà khi mà sau mỗi cái bài mà, tức là thực hành đấy, thì mình thấy tức là rất chi tâm đắc với cái cách đào tạo của anh Dũng. Đặc thù thì anh thì lại đang kinh doanh ở bên Nhật, và anh nghĩ rằng sau cái khóa học này và có thể là sẽ tiếp theo là anh có thể phải tham dự một số cái khóa học về liên quan về marketing của anh Dũng nữa. Sau khi quay trở lại Nhật thì chắc chắn sẽ một số những anh em có thể trong cùng ngành hay là khác ngành mà tức là nằm trong cái hội nhóm của bên anh thì chắc chắn sẽ có thể sẽ giới thiệu anh em về và tham dự những khóa học của anh Dũng này. Anh nghĩ nó rất chi là có ích và tức là sẽ giúp được rất nhiều cho những anh em để tức là mình xây dựng được một cái hệ thống kinh doanh mà nó thực sự bài bản, chuyên nghiệp.